Lần sau qua điện các anh yêu cầu chúng tôi là nếu như còn hoàn anh kiểu bất kể nào các anh thử một lần đúng không? Tự mình có còn bao nhiêu quan điện anh nghe nhỉ? Nhiều không? Trong bất kỳ giá trị nào thì cái vận tốc nâng không được quá 0.8 mét trên giây. Thì phải xác định cái này. Cái này để anh em chúng ta biết ý nghĩa này, ý nghĩa chúng ta có cái đoạn chỉnh đạo. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái đoạn kiểm định là 0.25 này, nâng tải ở vị trí để bình thường cho nó an toàn trước, kiểm tra trước 0.25. Thì anh bấm cái điều chỉnh được. Đó, nhanh quá anh không điều chỉnh. Giữ chỉ số này là người lớn hơn chỉ số 0.8. Tất cả các bạn của chúng ta không quá chỉ số này. Với trong các phần tử chúng ta không có thì chúng ta bỏ qua thiết bị để kiểm tra chứng chỉ vân vân. Ở trong này cũng có một cái quy định cũng phải có bảng, chúng ta không phát bảng nên cái thời gian và số lần đóng của một giờ có quy định là nó có quy định để chúng ta tài khoản này nó cho phép anh chị nghĩ là một giờ anh được ấn điều khiển bao nhiêu lần.
cháy. Thank you.
này treo cột tải. Treo cột tải? Treo cột tải. Nhưng mà chỉ là 1,2 gram thôi thì... Vâng. Vâng rồi, không sao cả, anh nói đi. 1,25 nhưng 1,25 của cái cáp đấy chứ không phải 1,25 là của cái cục tải. Cái cáp đấy trong tiêu chuẩn ví dụ như là 1 tấn người ta chỉ là 1,25. Không, bây giờ tôi sẽ nói cho anh của anh ví dụ cáp cáp phi 16. Ví dụ thế. Anh cột tải đây rồi. Thấy không anh? Cố định ở đây cùng anh như này. Tôi muốn hỏi cái pin treo này nó là thế nào? Quy này, quy thử đây. Vâng. Bình thường như bảng tra tác của các anh nhé. Vâng. Tương ứng với các phi như này. Sợi tự nhiên hay sợi nhân tạo thì nó có lực căng nứt. Được chưa? Hay nó lực căng nứt. Ví dụ như là phi 16 là 70 MPa hay khoảng 1,5 tấn, ví dụ thế là một chỉ số A này ạ. Phi 18 thì có một chỉ số B. Ngay trong bảng đó, trong tiêu chuẩn đó nhé. Nghĩa là khoảng để ta tính còn chuẩn để cho nhà bán cáp cung cấp cho anh này thì nó sẽ thử mỗ kéo nước cáp, đúng không ạ? Đây là C. Thế thì cái việc đầu tiên mang cái sợi cáp là sẽ đến sử dụng vào việc gì, đúng không ạ? Ví dụ một sợi cáp phi 16 bình thường anh đổ 4 tấn. Bình thường ấy, đổ 4 tấn. Anh dùng để nâng vật 4 tấn. Thì cái quy của anh phải thử cái này. Quy này này là 16 tấn. Nếu dùng cái sợi 16 tấn. Hai chỉ số này phải thỏa mãn này. 16 cái tấn này này phải nhỏ hơn lực nứt cáp mà nhà chế tạo cho hoặc cho bạn, được chưa? Phi 16 nếu không phải nâng phi 18 thì anh mới được dùng cái nâng cái vật 4 tấn. Các anh Nguyên có rõ không? Đấy. Các anh phải rõ đi. Anh định nâng vật 4 tấn thì cáp thì phải chịu 16 tấn. Cha bảo cái 16 tấn ấy nó sẽ tương ứng với phi bao nhiêu thì cha lựa chọn cái phi bao nhiêu, xong ta mới lựa chọn, xong ta mới quay lại để chọn lại. Thế thì lưu ý cái này. Thế chúng ta trước đây là nghĩa đấy. Nhưng trước đây là cũng mờ. Nếu các anh thử được đúng như này thì tốt. Còn nếu thử chưa được như này thì chết. Nhưng mà tôi nói thật với các anh, nếu ông nào ông ngồi trai trai được lực lực của sợi ấy thì tôi nghĩ là hơi ít, tôi anh không chịu trai. Công ty thông thường chỉ có tung cho các anh anh bảo à thử cho ta anh ấy là của anh treo gần chỗ đấy, đúng không? Thì ông ấy thử cho anh cái loại đến 16 tấn thì không thường thấy là trai đất thì kết luận anh không đạt thông thường. Nhưng mà nếu mà thử cái sợi cáp ở đây tôi nghĩ là anh không đổi được. Không đủ. Anh cáp này đi to nhất bao nhiêu? Anh thử giải rồi rồi. Sợi cáp tôi sẽ cái gì? 4 mấy trăm tải bao nhiêu? 100 tấn. 100 tấn trên đây có đủ tải để trăm tấn. 18 là... Một tử tải. Một tử tải 120 tấn thôi. Một tử tải 120 tấn nghĩa là thử thử được gì? Thử thử được. Chúng ta mà chưa đúng thì chúng ta đã có ý định chúng ta mà nó đúng không? Chúng ta có thể chết thôi, không có gì cả. Nhưng
5 lần so với cái lực tương ứng mà trong bảng lựa chọn là phi. Thì cách này chúng ta quyết định tết tổng điểm là làm sao so với thử, đúng không ạ? Có một cái nữa là chúng ta là nếu mà dùng vào trong trường hợp mà dùng trong cái nồi nấu chẳng sang nhiệt thì chúng ta có biện pháp để bao xe. Còn cái nữa là cái tay thì có sẵn cái giải cắt trên đấy cũng mấy chỉ số đây là gì để xem như bây giờ nó như ta này thì cơ bản là sau chúng ta sẽ có sức đo, cũng là chuẩn của sức đo đảm bảo nó sẽ áp hết trên cái giống tròn của chúng ta là luôn có quyền. Đây là cái tăng cấp, thế là nó sẽ ra bình thường cái độ mòn của nó là hai bên của điện điện qua. Sau này chúng ta đã đúng một cái giác khi tròn bao nhiêu tương ứng với cả 0.3 lên cả nó há ra quá thì chúng ta sẽ phải xử lý, chứ không ai được tăng to hạn được, đúng không? Chứ là không tăng tròn đường tránh bao nhiêu ngay cả đúng không được phi tròn điện cũng được.